Bago cha ra xà rằng cha xà ra tô nhá tòa a xà rằng cha a xà ra tô tề xà rằng a thi gắt rằng ti sầm mà sằng cáp bago cha ra xà rằng cha xà ra tô nhá tòa à rằng cha a xà ra tô tề xà rằng a thi gắt rằng ti sầm mà sằng cáp bago cha ra chân thật biết chân thật không chân biết không chân chứng đạt được chân do chánh tư chánh hạnh bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, có gì sai con xin sư sửa lại giùm cho con ạ. À, và con xin mời đạo tràng ạ. À, dạ Nam Mô Bụt-ha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sang-kha-ya. Dạ con kính xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, Sayyini Khema, và con xin kính dạ con xin đọc câu số 12 của kinh Pháp Cú. Sa-ran-ta-ra-to-na-tva asa ran cha asa rato tê sa răn adi gác chẳng tị sam ma sang kap pago chara sa răn cha sa rato natwa a sa răn cha a sa rato tê sa răn chẳng tị sam ma sang kap pago chara chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh, hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Dạ xin cảm ơn, con xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con từ Mẫn, con xin trả bài. Dạ xin đạo tràng cho con biết tín hiệu, không biết có nghe, con có nghe. Ồ cảm ơn Như Quỳnh con nha. Sa rành cha sa rato rành cha sa rato tê sa rằng a thích gạch chẳng tị samma sankappa gocchara sa rancha sarato nawa asa rancha asarato te sarang athi gạch chẳng tị samma sankappa gocchara sa sarancha sarato na wa asarancha asarato te sarang athi chakganti samma sankappa gocchara chân thật biết chân thật không chân biết không chân chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ mô Phật, à, con xin dừng trả lại mic con xuống hàng. Dạ dạ cảm ơn sư Từ Mẫn, Nguyên Thông xin trả bài. Cái chữ, những cái chữ mà nguyên âm á, mà nó không có dấu ở trên thì đọc là có hơi hơi dấu sắc, hay giờ chữ ớ, chữ a đọc chữ ớ. Còn chữ e đó thì đọc chữ e, chữ o đọc chữ o, đó là cái giọng mà Nguyên Thông học là như vậy.
sa ran cha sa ra to nhã toa a sa ran cha a sa ra to tệ sang a thi gat chang ti sam ma sang ka pa go cha ra sa ran cha sa ra to đánh vô thì nó không thấy chạy mất rồi. Sa ran cha sa ra to nát toa, chữ nát toa này là nãy từ mẫn đọc chữ va không đúng, là đọc là nát toa. Chữ t đó nó nằm ở bên chữ nát và chữ t nó qua chữ va là đọc là nát, rồi chữ toa nó vậy đó. Sa ran cha sa ra to na toa a sa ran cha sa ra to tệ sang tê sa răng a thi gát chăng tí sam ma sang ka pa go cha ra sa răng cha sa ra to na to a san cha a san ra a sa răng cha sa ra to tê sang a thi gát chăng tí sam ma sang ka pa go cha ra sa răng cha sa ra to na to a sa răng cha sa ra to te sa răng a thi ga chăng ti sam ma sang ka pa go cha ra chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chứng đạt được chân thật do chánh tư chánh niệm. Vì không có ai mà giơ tay thì sẵn Điêu Biện Thông xin giải dẫn giải thu cái bài này. Cái bài này đó là Đức Phật giảng dạy là cho thấy rõ ràng, là cho chúng ta thấy rõ ràng là cái người mà có trí tuệ thì thấy biết được trí tuệ. Cho nên cái chữ mà chân thật đó thì biết chân thật, thì mình thấy cái sự mà chân thật thì biết chân thật. Thí dụ là gì? Thí dụ là thế gian này thì có cái chân lý, là chân lý đó là nhân quả. Thế gian này chỉ có một Đức Phật Toàn Giác ở ra đời, rồi khi mà cái giáo pháp Đức Phật Toàn Giác hết rồi thì trần gian này không giáo pháp nữa, cho đến khi đợi một Đức Phật Toàn Giác ra đời. Cái đó là cái chân lý, chứ không phải là Đức Phật rồi Niết Bàn rồi trở lại tái sanh, không có vụ đó. Là khi mà họ đã vào Niết Bàn rồi thì họ ở vào Niết Bàn thôi. Còn có những người mà ở trại xuống trần gian này á, thì lúc đó sẽ có cái nhân duyên mà cái vị Bồ Tát đó, cái kiếp chót của Bồ Tát thì ở trên cung trời Đâu Xuất. Thì trên cung trời Đâu Xuất mà khi mà lúc đó đến cái thời kỳ thì sẽ có những cái chư Phạm Thiên họ mời xuống trần gian để mà hoàn thành cái nghiệp của mình, cái nguyện của mình. Thì tất cả những cái sự mà xuất thế xuất giáng trần thì cũng phải được mời, chứ không phải là muốn tự nhiên làm. Thì tất cả cái đó là cái gọi là cái quy luật, hay là sự những gì chánh biến tri thì xuất hiện là do cái sự việc là như vậy. Mình phải biết được như vậy. Rồi không chân thì mình thấy không chân, thì những cái điều mà không chân tức là không có chân thật đó, thì cái điều đó là ác bất thiện pháp, sẽ biết không chân. Thì mình khi mà biết điều là chân thật, là chân thật mà không chân thì biết không chân, thì được như vậy thì mới gọi là chứng đạt được cái chân thật đó. Thì do chứng đạt được cho chân thật thì do cái gì? Do cái chánh tư chánh niệm. Thì cái người mà nghe pháp nhiều, thì khi mà nghe một cái bài pháp của một vị giảng sư nào nói thì cái người đó nghe thì biết đó là chánh pháp hay là tà pháp. Là bởi vì những cái pháp nào mà cái người đó nó hả hê vui vẻ với những cái xú vui dục lạc thì cái đó là không phải là chánh pháp. Mà cái chánh pháp là nơi đó người ta đọc là một cái giáo pháp, thấy ra người đó vui với cái thanh tịnh, vui với cái xả ly. Bởi vì vui với sanh tịnh cái xả ly là người hành giả đó sống trong cái gọi là Niết Bàn. Cái Niết Bàn là một cái trạng thái tâm của người hành giả đã tu hành thấy được cái điều đó. Bởi vì trên thế gian này những người chúng sanh như chúng ta đó thì bị 10 cái phiền não, bởi vì ở phiền não. Những phiền não đó nó gọi là những cái thằng thúc, nó trói buộc cái chúng ta ở trên trần gian này, là
là những cái đó là gì? Cái đó là cái thân kiến. Cái thân kiến là cái thân ngũ uẩn này. Khi mà mình mà khi mà chưa tu hành đó, thì mình cho rằng thân này là của ta là tự ngã của ta, nhưng sự thật là không phải. Cái thân này không có cái gì là của ta nữa. Là cái xác thịt thì cũng không phải của ta. Bởi vì nếu nó là của ta thì mình muốn nó khỏe mạnh, mình muốn nó đừng có dơ. Nhưng mà mình nếu không tắm 2 ngày 3 ngày thì hôi rồi. Rồi mình muốn nó đừng già nhưng mà nó vẫn già. Cho nên cái thân này nó không theo ý muốn của mình. Cái tâm cũng vậy, cái tâm là tâm vô thường, gọi là tâm viên ý mã đó. Để cái cảm thọ cũng vậy, tất cả những cái điều này á, thì nó không phải là mình. Cho nên bên Bắc Tông á, nó gọi là cái thân này đó thì nó gọi là bất tịnh, rồi cái tâm đó thì nó gọi là vô thường, cái pháp vô ngã. Nó chỉ nói là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Chứ sự thật là cái đó là cái thấy biết của những người trước họ đi lại, họ nói tóm gộp lại. Còn cái chúng ta khi mà quán chào cô Kim Thương, bấm lát thì tôi sẽ ra, cô tôi ra xa liền, ok. Dạ thì cái pháp vô thường, pháp vô thường, tất cả mọi sự vật trên trần gian này mà mình thấy có tướng đó, mình đụng chạm được, mình nhìn thấy được, thì tất cả cái đó đều là vô thường, nó biến hoại. Rồi cái tâm thì nó cũng là vô thường, bởi vì nó không ở yên một chỗ. Cái người nào muốn biết tâm vô thường thì ngồi thiền thì sẽ thấy biết. Mình ngồi đó mình có thể mình giữ mình trong tâm, nhưng mà mình không có giữ mình trong tâm được. Tự nhiên mình ngồi đó mà lát mà mình tưởng nó mình ngủ, nhưng không phải mình ngủ mà cái tâm mình nó đi đâu á. Một lát nữa mình mới sự nhớ lại, rồi mình để ý vào cái tâm mình, để ý đến cái kasina. Kasina là cái đề mục thiền, là hơi thở hoặc là đất nước gió lửa xanh trắng đỏ vàng, và 40 và 32 cái thể trược, thì được cộng cộng là 40 cái đề mục thiền. Thiền nó gọi là thiền chỉ hay thiền quán, mà tiếng Pali nó gọi là samatha. Rồi cái thiền thứ hai là vipassana, gọi là thiền quán. Thì cái pháp hành là mình phải học cái thiền chỉ và thiền quán. Cái đó là cái pháp hành của chúng ta. Còn pháp học là nghe giảng kinh và đọc kinh để hiểu giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là cái pháp học, rồi pháp hành. Rồi sau đó phải có cái pháp thành. Pháp thành là khi mà mình ngồi thiền, thì ngồi thiền mà muốn được chứng đạt những cái tầng thiền, hay là chứng đạt những cái quả vị đó, thì cái điều kiện cần và đủ là mình phải ly dục, ly ác bất thiện pháp. Người nào mà không ly dục, không ly ác bất thiện pháp thì đời đời mãi mãi sẽ không chứng thiền và không chứng đạo quả. Là bởi vì nó ngược chiều với nhau, phải ly dục, ly ác bất thiện pháp thì mới có ngồi thiền được. Thì đó là những cái là cốt lõi, cái là những cái nét chánh của tu hành, cái nét chánh của thiền định và nét chánh của tu hành mà Nguyên Thông được học như vậy. Nhưng mà khi mà nói ra như vậy rồi thì Nguyên Thông phải nói thêm rằng Nguyên Thông là có một chúng sinh vô minh, quý vị đừng có tin. Nghe thì nghe nhưng tin thì không, cho đến khi quý vị suy tư, suy nghĩ rồi thấy như thế nào thì đó là khám phá của mình, chứ không phải lấy cái khám phá của người khác làm khám phá của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ Nguyên Thông xin trao mai là cho diễn đàn để chư vị có thể trả bài hoặc là học thêm nữa. Con thấy là sư phụ Quy Niệm đã vào rồi, có lẽ bây giờ xin trao mai giờ cho trí chúng để mời Thỉnh Pháp Sư đến vào. Hình như bây giờ vẫn còn 10 phút tự do nữa, xin trao mai là cho đạo tràng. Dạ, chân thành tri âm chư đại lắm tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời sư phụ. Dạ, mô Phật, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ Tỳ kheo Nguyên Thông, kính lễ Tỳ kheo Huy Niệm. Kính chào quý cô, quý Phật tử. Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ mình đến giờ để thọ quy giới. Bây giờ mời một vị xung phong đi. Xung phong thọ tam quy ngũ giới, rồi kính thỉnh Tỳ kheo Nguyên Thông truyền giới nha. Mời cô Diệu Đạt được không ạ?
Rồi, mời cô Như Quỳnh nhé. Rồi, nhanh nhanh lên hết thời giờ rồi quý vị. Rồi, cảm ơn. Yeah. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con Như Quỳnh, con xin được thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Nguyên Thông từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới cho chúng con ngày hôm nay ạ. Ukasamayang phante quy sung rakhanatha yati sarane na saha pancha sila diya cha ma dupi yati mayang phante quy sung rakhanatha yati sarane na saha pancha sila diya cha ma tapi yampi mayang phante quy sung quy sung rakha sarane na ha pancha sariya cha ma bạc hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ và hành theo cho được sự lợi ích. Bạc hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam ngũ giới nơi tam bảo được theo cho ích. Lần thứ ba, dạ thưa sư, là con không thấy tín hiệu của sư Nguyên Thông ạ. À. Dạ con xin kính thỉnh sư. Dạ mô Phật, chắc thì theo Nguyên Thông bận rồi. Dạ mô Phật, kính thỉnh sư Huy Niệm truyền tam quy ngũ giới luôn. Dạ kính thỉnh sư. Dạ mô Phật. Bức thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thamang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ tỷ dâm vị bức thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, đủ tỷ dâm vị thamang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, đủ tỷ dâm vị sangkhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, tả tỷ dâm vị buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, tả tỷ dâm vị thamang saranang gacchami, cha mỹ con đem bất lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, tả tỷ dâm vị sang khang saranang gacchà mỹ con đem bất lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba, nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Nam mô Tát Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Wa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Wa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng đạt chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bhuttang saranang gacchami, Thammang saranang gacchami, Sangkhang saranang gacchami, Dupiyampi. Bhuttang saranang gacchami, Dupiyampi. Thammang saranang gacchami, Dupiyampi. Sangkhang saranang gacchami, Tapiyampi. Bhuttang saranang gacchami, Tapiyampi. Thammang saranang gacchami, Tapiyampi. Sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Sát-na-nát giữa hôm nay phát triển quân năng các vị tam bảo tròn đủ chưa có bấy nhiêu. À ma phần tê. Dạ xin vâng. Panatipata Vedamani Sikkhapadang Samadhiya Vị con xin vâng những điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Atinadana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Mutsavada Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sudramiraya Macha Bhakmadatana Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự giới như uống rượu và các chất say. Panatipata Vedamani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adina dana we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều đó của chánh xa sự trộm cắp. Game sumachara we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là của chánh xa sự tà dâm. Musawada we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura me raya machapa ma dathana we ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani Panchasika pada nitsa tukang ketua apa made na nitsa palang semara kita pang cu tetap so kita ada orang kita menjadi mai tambah kita jadi A ma phần tê. Dạ xin vâng. Silena sugati janti, silena foga sambada, silena nibutin janti, tasma silang viso thaye. Tất cả chúng sanh được sanh từ khỏi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cơ ấy quý vị hãy thọ trì giới luật cho được trong sạch dùng để lắm nhờ.
sa thu lành thay. Uttamang ghe na vấn đề hằng ba đa bằng sung vát uttamang bút thể yo kali to do so bút thổ kama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na vấn đề hằng tham ăn cha đu quý thần quá rằng tham mê vô kali tổ đô số tham một kham tu mâm. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na vấn đề hằng sằng khăn cha đu quy thốt tâm mận sằng thuê khali tổ đô số sằng tham ma tạng mận. Con đem kính lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, phép quy y đạo tràng đã con thọ trì tam quy và ngũ giới và nhường mấy đại cho đạo tràng ạ. Dạ, Mô Phật mời chị, nhờ chị Như Quỳnh thỉnh Pháp Sư luôn nha. Thỉnh Pháp Sư giảng bài học hôm nay. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh để cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Brahma cha loka thi pati saham pati katan cha li an thi wa rang aya cha tha sang ti tha sat ta para yak kha cha ti ka de se tu tham mang anu kham pi mang pa chang sak tham ma phê ring vi da yan cha ka yang sut tan cha ban thang a phi tham ma cham mang A cô ta dặn tô cha tu sắc cha đàn đăng bắp bộ tha nầy dê parisa ya mắt chê. Phạm Thiên lòng kính thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời, từ bi khai đạo độ đời, nhắm vườn lộc uyển ngài dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ tập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Và dây đàn của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin cung thỉnh sư huy niệm từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Con xin dâng mic đến cho sư. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng. Thân chào quý vị Phật tử trong lớp học ngày hôm nay.
Đúng ra hôm nay là buổi giảng của Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà Đại Đức đã có điện thoại nhờ giảng dùm cho Đại Đức ngày hôm nay, rồi ngày mai Đại Đức sẽ giảng thế. Nhưng mà có thể rằng ngày mai sư cũng sẽ vào sinh hoạt với lớp học chúng ta, bởi vì sư cũng biết rằng các vị làm những cái công việc sắp xếp đời sống cho tất cả những thành viên ở trong một cái chốn xứ, cái thời gian này các vị rất là bận. Dĩ nhiên là những ngày thường thì các vị cũng có bận, nhưng mà nó không bằng cái thời điểm này, bởi vì chúng ta đã sắp bước qua cái thời gian là một tháng dân y cả cái ná. Cho nên chính vì vậy mà ở các chú xứ thì các vị rất là bận rộn. Cho nên vì thế hôm nay sư sẽ sinh hoạt với quý vị. Nếu như mà ngày mai thì Đức Pháp Tính mà có bận nữa thì sư cũng sẽ vào lớp sinh hoạt với quý vị. Và như thế nó cũng phù hợp, bởi vì theo như cái dự định của sư thì chúng ta sẽ còn, lúc trước sư đã từng nói trong 3 tháng hạn, theo như cái dự của một số những vị Phật tử muốn muốn sư chia sẻ cái sự hiểu biết của mình đại cương về 24 duyên hệ, để cho chúng ta phần nào chúng ta hiểu biết rằng đó là cái gì. Mà sư cũng tính rằng mình sẽ trải qua thời gian 3 tháng hạn cho nó chấm dứt. Rất nhiều chúng ta cũng hiểu khi nói về 24 duyên những cái tên gọi chức danh nó thực sự nó là cái gì. Rồi như vậy thì hôm nay trước khi bắt đầu vào buổi học thì quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp có công năng hướng thượng để đem sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, mô phạm của chúng sanh, phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Thưa quý vị, phần vừa rồi trong những buổi trước chúng ta đã học đến đi qua tổng cộng là được 20 ý nghĩa như thế nào. Vì bốn pháp này ấy, thưa quý vị, thì thật ra nó nằm trong cái ý nghĩa, nó cũng có cái sự thuộc tính của nó, cũng có cái sự trùng lập với một vài những cái duyên trước, nhưng mà nó khác nhau trên cái về cái cách thức hỗ trợ thôi.
nhưng mà cái luật của nó có thể là nó có cái sự trùng lập, cho nên chúng ta sẽ đi qua bốn pháp này luôn để chấm dứt. Rồi để sư đánh trước hai pháp thì nó là hai cặp thưa quý vị. Thứ nhất là ác thí Pachaya, hay còn gọi là hiện hữu, mình gọi là hiện hữu duyên. Và nát thí Pachaya vô minh, bây giờ mình giải quyết cặp này trước rồi xong rồi nếu còn thời gian mình sẽ đi nốt cái pháp còn lại luôn, cặp còn lại. Atthi Pachaya và Natthi Pachaya. Quý vị có thể cho xin biết quý vị có nghe rõ hay không? Rồi, cảm ơn. Hiện hữu duyên có nghĩa là cái sự hỗ trợ, cái hình thức hỗ trợ bằng cái cách là sự hiện diện, sự có mặt, thưa quý vị, sự hiện diện và có mặt. Theo như chi pháp ở trong Tỳ Đàm thì bốn danh uẩn tức là thức, thọ tưởng hành thức, bốn danh uẩn nó hỗ trợ nhau bằng hiện hữu duyên. Rồi bốn đại, thưa quý vị, tứ đại đất nước lửa gió cũng hỗ trợ nhau bằng hiện hữu duyên, và tâm sở cũng hỗ trợ hiện hữu duyên, và bốn đại hỗ trợ cho những cái sắc pháp thuộc về y đại sinh cũng bằng hiện hữu duyên. Thế thì chúng ta có thể hiểu cái ý nghĩa của hiện hữu này như thế nào. Một trong số những cái yếu tố mà có thể nói rằng quyết định quyết định phần lớn tất cả những cái sự kiện xảy ra, buồn vui hay là khổ lạc, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái sự hiện diện và có mặt của mình ở trong một cái tình huống nào đó, và kể cả những đối tượng khác cũng vậy, thưa quý vị. Cho nên chính vì thế mà
đôi lúc cái sự có mặt của mình ngay tại những cái hội chúng hay là một cái tập thể, hay là một cái tình huống nào đó nó có thể tạo nên một cái sự chuyển biến hoặc là một cái tác động rất lớn trong một phần cuộc đời của chính bản thân mình. Điều này trên thực tế, thưa quý vị, chúng ta ít khi nào mà chúng ta để ý đến. Và thông thường mình hay có cái sự đổ lỗi cho những cái nguyên nhân khác bên ngoài. Kỳ thực mà nói thì nếu mà truy cho tận cùng á, thì vốn nó không có thuộc về lỗi của một cá nhân nào hết, mà chẳng qua bởi vì cái sự có mặt, chúng ta có mặt với nhau, hay là một cái cách khác là chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này, cho nên từ đó mọi chuyện nó mới xảy ra mà thôi. Còn nếu như mà trường hợp như mình vốn mình không có dính líu gì hết, không có xuất hiện hay là không có mặt ở trong cái thế giới này, thì nó sẽ không có chuyện xảy ra đối với chính bản thân mình và kể cả những người khác, ảnh hưởng đến những người khác. Vì vậy cho nên nói theo một cái phương diện tuyệt đối thì cái nhìn của những bậc thánh khác chúng ta ở chỗ này, thưa quý vị, cái nhìn của những vị thánh khác phàm phu về phương diện này, mình hay đi tìm những cái nguyên nhân hợp lý để cho mình là đúng, để cho mình là hợp lý, và đổ hết tất cả những lỗi lầm lên tất cả những cái khác. Nhưng mà ít khi nào mà mình thấy được cái nguyên nhân sâu xa là do bởi mình vẫn còn có cái sự ham muốn, vẫn còn muốn đến ở trong cuộc đời này, vẫn còn muốn làm chuyện này chuyện kia, vẫn còn muốn xuất hiện ở chỗ này chỗ nọ. Cho nên chính vì vậy mà nó mới có chuyện xảy ra. Ít khi nào mà mình thấy được cái chuyện này đâu. Và đối với những vị đã nhận thức được cái nhân duyên thật sự nguồn gốc của mọi sự khổ, thì các ngài thấy ra được cái ẩn tàng đằng sau và rất là sâu sắc. Cho nên vì thế mà cái đời sống tâm linh của những vị đã thành tựu được sự giác ngộ rất là thoải mái tinh thần, và các ngài không có sự giận hờn đối với bất cả những chúng sanh nào khác, không có đổ lỗi cho ai cả, và kể cả cho chính bản thân của mình các ngài cũng không có giận hờn gì hết. Bởi vì tại sao? Bởi vì các ngài hiểu được cái nguyên nhân, lý do tại sao, lý do tại sao lại bị như vậy. Thưa quý vị, có những cái trường hợp á mà chúng ta có mặt á, từ đó nó tạo nên những cái tiền đề của sự đau khổ, nhưng mà ít khi nào mà mình nghĩ đến chuyện đó. Và kể cả đừng bao giờ mình nghĩ rằng sự hiện diện của mình sống tốt, mình làm đúng với tư tưởng thiện, nhưng mà cái kết quả mà khi sự hiện hữu của mình á, đôi khi nó đi ngược lại, nó đi ngược lại, thưa quý vị, nó chưa hẳn đã là có cái kết quả tốt này. Vì thế mà có những người á, người ta bị nhìn thấy hoặc là bị nghe nói và người khác đã hiểu lầm, bởi vì cái sự hiện hữu của những
lời nói được nghe chứng kiến ngay tại lúc đó, hoặc là được nhìn thấy những cái hành động, nó bị người khác hiểu lầm thứ gì, người khác hiểu lầm. Sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Hồi đó ở sư có nghe nói kể đến một cái vị sư bạn, à, vị này không phải là bạn, có thể nói là vị cũng là một vị tỳ khưu trong Phật giáo. Không biết tại sao mà vị đó đi đến một cái nơi đó và thấy rất nhiều người, người ta đang đang hội tụ giữa trước một cái nơi làm việc của cơ quan nhà nước, và trong cái thời tiết rất là khắc nghiệt, nắng oi bức lắm. Thì lúc bấy giờ thưa quý vị, thì đó mới khởi ý là sẽ, những người dân đó thì dĩ nhiên rất là lam lũ, đời sống cơ cực. Thì lúc bấy giờ vị đó mới phát tâm đi 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 mua những cái nước uống thưa quý vị, nước uống chắc có thể là có bậc thịt nữa. Câu chuyện này sư nghe được từ từ các vị cũng đồng tu với nhau kể lại. Thật ra nó cũng có một chút gì đó nó khôi hài. Khôi hài ở đây không phải là mình cười lên cái nỗi đau đau của người khác, nhưng mà khôi hài ở đây tức là cái câu chuyện này á, nó cho mình thấy một cái cục diện rất là đa dạng và phức tạp ở trong cái thế gian này, phải nói là như vậy. Thế rồi vì đó đi mua nước uống nè, mua vật thực nè cho những cái số người đó ăn. Hẳn đó là một việc tốt thưa quý vị, hẳn đó là một việc tốt. Ở đây ai cũng nghĩ đến chuyện đó, và kể cả bản thân sư. Trước khi mình nghe điều đó thì mình nghĩ là ồ, xa thú. Khi mà mình thấy có cái tâm tâm lành, thấy người khác người ta đang nắng nôi rồi người ta hội tụ lại á, mình có khả năng thì mình giúp đỡ, chia sẻ người khác, người dân người ta khó khăn, người ta khổ, người ta đang làm công việc gì đó trước muốn xin những cái thủ tục hay gì đó ở trước cái cơ quan nhà nước. Nhưng mà quý vị biết cái kết quả như thế nào không? Cái kết quả là vị đó cũng bị bắt. Vị đó bị bắt và điện thoại về truy về cái nguồn gốc là thầy tổ là ai, thầy tổ là ai. Thì từ cái việc này nè, cho nên Chư Tăng ở trong tu tập lúc bây giờ mới nói chuyện với nhau, thì từ đó sư mới biết chuyện. Quý vị biết rằng cái nguyên nhân tại sao bị bắt hay không? Bởi vì cái nhóm mà đang ngồi tụ tập, những người dân đó đó, người ta đang có một cái thái độ như là biểu tình. À, về cái chuyện gì đó sư không biết, bởi vì cái đó sư không quan tâm. Sư chỉ quan tâm đến, sư nghe câu chuyện đó thì sư chỉ có ghi nhớ và sư quan tâm đến cái việc là các pháp ở trong cuộc đời này quả thật là đúng là rất là phức tạp. Đôi khi ngay trong lúc mà mình có mặt tại nơi đó nó không có phù hợp, dù cho mình có làm chuyện tốt đi nữa, thì nó vẫn có thể nó xảy ra một số những cái nhân duyên mà đưa đến những cái chuyện gì đó nó bất lợi cho chính bản thân mình. À, thì vì đó bị cơ quan người ta giữ lại, và người ta tìm hiểu không biết rằng ông này có phải là một trong số những cái phần tử đó hay không, để mà tiếp tế coi như là lương thực hay là nước nôi, mấy người này có sức để mà biểu tình. Điều này cũng hợp lý đó thưa quý vị, bởi vì như chúng ta cũng biết rồi, khi mà có một số những cái việc gì xảy ra liên quan đến biểu tình hay là
kêu gọi hay gì thì nó cần phải có một vài những cái người đứng ra để mà lo về công việc tài chính, để mà tiếp tế, thậm chí có thể là dùng tiền để mua chuộc những người dân cũng có, người ta nghĩ vậy. Thì từ đó câu chuyện này mình chỉ nên dừng lại ở đây. Nhưng mà ý của sư muốn nói đến rằng cái sự xuất hiện của mình á, ngay trong một cái thời điểm nào đó, nó đôi khi nó có một cái ảnh hưởng rất lớn, nó có một cái ảnh hưởng rất lớn tiếp theo cho những gì mà mình phải đón nhận. À thưa quý vị, quả thực là như vậy, quả thực là như vậy. À, chính vì thế mà những đứa trẻ mà muốn sinh cha hay mẹ của mình, hay muốn sinh những người lớn của mình trong gia đình, cái chuyện gì thì mình cũng phải xuất hiện, mình cũng phải xuất hiện ngay cái thời điểm làm sao cho nó phù hợp, cho nó phù hợp. Không có ai mà ngu dốt mà đi đến để mà nói chuyện hay là xin xỏ cha hay mẹ của mình trong lúc hai ông bà đang cãi nhau, không ai mà dốt đến mức đó. Hoặc là không có ai mà dốt đến mức mà đi đến mà để mà hối lỗi những người thân của mình, xin tha cho mình một cái chuyện gì đó chẳng hạn, trong cái lúc mà họ đang bực dọc, những lúc tâm trí của họ không có được thoải mái, thì cái sự hiện diện đó là không nên. Không nên. Có một lần sư với thầy của sư năm 2010 á, đang đi đang có cái dự định là đi qua bên bên Miến Điện, bởi vì cái lần như là cái lần đi đầu tiên của sư qua nên đất xứ Miến để nhìn thấy, học hỏi cũng như cái cách sinh hoạt của chư tăng, và cũng học tập thêm một số những kinh nghiệm tu tập. Thì trên cái đường đi, thưa quý vị, hai thầy trò sư có một cái dự tính là không có bay liền qua bên Miến Điện, mà có một cái hành trình đi du ngoạn, đi du ngoạn từ trong Nam, đi dần dần trải qua một số điểm ở ngoài Bắc, sau đó dừng lại và làm luôn cái visa ở tòa đại sứ của Myanmar ở Hà Nội. Nó được cả hai việc. Thứ nhất là mình cũng có một cái chuyến du ngoạn. Thứ hai là đi ra ngoài bên ra ngoài Hà Nội, thưa quý vị. Lúc bây giờ nó mới có cái chuyến bay trực tiếp. Nó có chuyến bay trực tiếp. Và nhất là mình làm visa ở ngoài Hà Nội nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn có thể là 50% mất chứ. Nếu như mà mình làm trong Nam á thì có thể là 100 USD cho một cái meditation visa. Nhưng mà nếu như mà ra ngoài đó thì chỉ có mất có 45-50 đô. Thì trong cái chuyến đi đó, sư hai thầy trò sư khi mà đã đi ra ngoài Hà Nội á, lưu lại đó vài ngày làm visa chờ đợi để mà lấy, đồng thời đi tham quan một số nơi mà mình đã chưa từng đặt chân đến, chẳng hạn như Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long sau đó thì đặt vé máy bay, thì lúc đó nó có hai loại. Một loại là nó có một cái chuyến bay mà dừng ở Thái Lan, xong rồi nó sẽ dồn khách và bay tiếp đưa qua Miến, cái đó thì nó rẻ hơn. Và một loại thì đi trực tiếp của hãng Việt Nam Airlines, trực tiếp qua bên Yangon luôn. Nhưng mà cái giá tiền trên lệch nó rất là cao, rất là mắc.
Thì lúc đó mới đầu ở dự tính là mình sẽ đi 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 chuyển tiếp qua Thái Lan, xong rồi đi qua bên Myanmar, vừa đi tham quan mà cũng như mình vừa tiết kiệm được cái chi phí. Nó có hai cái ý nghĩa. Nhưng mà đùng cái tự nhiên xin nghe, xin nghe có cái thông báo là ngay cái thời điểm đó ở bên Thái Lan nó có một số những cái bất ổn về chính trị, bất ổn về chính trị, và dẫn đến một vài những cái tình trạng biểu tình. Thậm chí lúc bây giờ có một vài những cái tin rất là sốt nóng về Chư Tăng mà bị những cái phe đối lập đối với chính quyền cũng như Phật giáo, người ta hãm hại, người ta giết bắn cũng có và đập mình cũng có. Thì lúc đó sư mới mới nói với sư phụ, thôi sư phụ ơi, con nghĩ rằng cái này là cái nơi mình không phù hợp để mình đến đó, ngay trong thời điểm này. Và sư phụ sư cũng hiểu, nói tôi cũng nghĩ như vậy, thôi thì bây giờ hai thầy trò mình bay thẳng trực tiếp qua bên Miến Điện, mình từ bỏ cái vé, mình không có đi cái vé kia, bỏ đi. Thấy lần thì có một dịp khác mình sẽ ghé thăm, nhưng mà ngay thời điểm này thì thôi, tôi với sư đi trực tiếp qua Miến. Thế là phải bay trực tiếp qua Miến, thưa quý vị, có sự thay đổi. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta đôi khi có những cái chuyện mà chúng ta không có quán xét một cách kỹ lưỡng, nó có thể tạo cho mình một cái sự bị bất lợi, thưa quý vị. Bất lợi. Vì vậy có những nơi mình không có nên đặt chân đến. Ở trong luật đó, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo có một số những nơi mới nên đến. Bởi vì tại sao? Bởi vì những cái nơi đó đó đến sẽ gặp bất lợi cho các vị tỳ kheo. Sự hiện diện của mình ở đó nó sẽ không có gì là tốt đẹp được. Và nguy cơ đang trình trọc mình rất là nhiều cho đời sống phạm hạnh. Có thể mình sẽ bị người ta nghi ngờ, hoặc là bị người ta dị nghị, vân vân. Những nơi đó là những nơi mình đến. Còn nếu như mình là người coi như là liều mạng, mình không có sợ nguy hiểm, mình không có sợ tai tiếng, mình không có sợ những cái pháp khác, thì mình cứ việc đến thôi. Mình cứ việc đến thôi. Cho nên phải nói rằng đối với những vị mà đã có cái sự giác ngộ, dạy cho mình những cái pháp rất là sâu sắc, và nó giúp ích cho cái kỹ năng sống của mình ở trong cái đời sống này, nó rất là khéo léo. Quý vị có biết rằng một trong số những cái ý nghĩa của cái chữ Cú Xá Lá, thông thường mình chỉ nghĩ Cú Xá Lá mang ý nghĩa là thiện thôi, đúng không? Thiện có nghĩa là cái gì, là làm tốt hay là cái gì đó? Không, thưa quý vị, đó chỉ là một cái ý nghĩa của chữ Cú Xá Lá, thăm mát mà thôi. Cú Xá Lá có 5 ý nghĩa, là trong đó có một cái ý nghĩa được gọi là khéo léo. Khéo léo tức là mình làm cái gì đó đúng là thiện là tốt đó, nhưng mà nó phải có cái sự khéo léo ở trong đó. Mình phải suy xét trong đó. Vì vậy có những chỗ mà mình không nên đến, và có những chỗ mình nên đến. Và sự hiện diện của mình ở những chỗ đó nó sẽ có được cái sự lợi ích, sự lợi ích cho bản thân và cho tất cả, cũng như đối với các pháp thiện và các pháp bất thiện cũng vậy. Chúng hỗ trợ theo cái cách gọi là hiện hữu duyên. Một khi mà tham sanh khởi thì dĩ nhiên nó sẽ hỗ trợ, cái sự hiện diện của nó sẽ đồng thời có mặt của tà kiến, sẽ đồng thời có mặt của si, vô tàm, vô úy. Nó sẽ có mặt những pháp đó. Cái sự hiện diện của tham ái nó sẽ ung đúc cho những pháp đó, thưa quý vị, bằng cái cách hiện hữu.
Và ngược lại, một khi mà mình đã tin lầm, mê lầm, thấy sai thì nó cũng sẽ, sự hiện diện của nó sẽ ung đúc cho những pháp đi kèm theo, có mặt cùng lúc đó. Tham mình nó sẽ càng dày, tham mình nó sẽ càng dày. Và ngược lại, đối với những thiện pháp cũng vậy. Nếu như mà chúng ta khéo, chúng ta làm cho nó hiện khởi, làm cho nó có mặt, thì sự có mặt của thiện pháp ở đâu thì tất cả những cái thành phần đồng xuất hiện ở đó, nó cũng sẽ có sự hỗ trợ qua. Ở đâu mà có sự hiện diện của tín niệm thì ở đó sẽ có sự hiện diện của vô tham và vô sân. Cho nên ngay ban đầu sư đã nói với quý vị là cái sự hiện hữu có mặt của mình ở một nơi nào đó đôi khi nó là một cái việc quyết định rất nhiều. Ngoại trừ những trường hợp, tại sao mình lại không nói một cách tuyệt đối? Bởi vì hiện hữu duyên ở đây thưa quý vị, nó chỉ là một trong số 24 duyên mà thôi. Nhưng mà nó vẫn có cái lãnh vực của nó chứ không phải là không. Ngoại trừ một số những cái trường hợp cái người đó quá có phước, quá có phước, hoặc là cái người đó là cái người chúng sanh đó đang là chúng sanh đang mang nghiệp quá nặng, đang mang nghiệp quá nặng. Cái người mà mang nghiệp nặng đó, thưa quý vị, cho dù mình cùng có mặt cùng với những người mà có phước đó, thì nó cũng làm cho người ta bị lây, làm cho người ta bị lây. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, cái ngài đi bát chung với cái vị sao tự nhiên xin quên tên người ta, cái vị gì mà vật thực mà đến nỗi mà gần viên tịch mà vì đó cũng không có dùng được coi như một cách thoải mái. Thì cái trường hợp đó, thưa quý vị, chúng ta thấy đó là những trường hợp ngoại lệ, đó là những trường hợp ngoại lệ thôi. Còn thông thường á, tất cả những cái gì đó còn lại ngoài ra thì nó tùy thuộc vào cái sự khéo léo của mình, cái sự xuất hiện, cái sự có mặt, cái sự hiện diện một cách khéo léo, cách khéo léo. Rồi đó là hiện hữu duyên đó. Rồi bây giờ mình đi đến Nathipachaya gọi là vô hữu duyên. Thì vô hữu duyên ở đây, thưa quý vị, là nói đến cái sự trợ giúp bằng cách không có mặt, hay nói theo một cách chuẩn xác hơn, đó là tâm và tâm sở vừa diệt ngay phía trước, hỗ trợ cho tâm và tâm sở hiện tại, hỗ trợ cho tâm và tâm sở hiện tại. Vô hữu duyên, cái pháp vô hữu duyên và cái pháp ly hữu duyên này, hai pháp này nó có chung một cái đặc điểm, Vigatapachaya, thì là chúng ta học luôn cái kế, chứ nói chung luôn đi. Bởi vì hai pháp này có chung một cái đặc điểm, thì quý vị trong cái do trong cái phần duyên rộng có nói đến cái nó nằm trong cái giống vô giác,
tức là pháp vừa diệt trợ cho pháp sanh kế, làm luôn cái liên cưới vì cơ ta cách chơi dân vì cơ ta cách chơi dân. Ly khứ duyên ly khứ duyên, ly khứ duyên là pháp thứ 23 ở trong phần 24 duyên. Ly khứ duyên này cũng vậy cho quý vị, tức là hỗ trợ bằng cái cách coi như là tâm và tâm sở vừa diệt ngay phía trước, hỗ trợ cho tâm và tâm sở hiện tại bằng ly khứ, vô hữu và ly khứ. Vô hữu tức là hỗ trợ bằng cách không có mặt, không có mặt ngay tại thời điểm đó, tức là cái pháp vừa diệt, tâm và tâm sở vừa diệt ngay phía trước, hỗ trợ cho tâm và tâm sở hiện tại đang có mặt. Và ly khứ cũng vậy. Ở đây chúng ta hiểu về vô hữu và ly khứ như thế này. Thật sự mà nói, cái khái niệm về thời gian đó thưa quý vị, chẳng hạn như theo con số, kể cả được gọi là một A Tăng Kỳ hay là một đại kiếp hay là 1000 năm hay là tháng hay là ngày hay là giờ hay là phút, chẳng qua nó chỉ là một cái khái niệm thôi, chẳng qua nó chỉ là một khái niệm thôi. Nói theo cái ý nghĩa của Paramattha thì thời gian nó chỉ có ba loại. Thời gian chỉ có ba loại. Thực ra đây là một cái cách mà danh pháp và sắc pháp nó hiện bày dựa theo cái tính năng là đang có mặt, rồi xong nó diệt, đã diệt, và những pháp nó sẽ sanh, nó dựa theo ba cái yếu tố đó. Vì thế mà chúng ta có thể hiểu điều này qua cái, thật ra hiểu cái này cũng không khó đâu thưa quý vị. Hiểu về yếu tố thời gian á, như thế nào thuộc về thời gian khái niệm và như thế nào thuộc về thời gian Paramat cũng không khó đâu. Quý vị chỉ cần nhắm mắt lại, cảm giác những gì đang có mặt, quý vị sẽ thấy rằng nó có ba cái thời điểm. Những gì đang có mặt và có một cái khác sanh lên, và dĩ nhiên cái khác sanh lên thì nó phải có cái này diệt đi để nhường cho cái khác sanh lên, và rồi cứ thế và cứ thế nó tiếp nối. Thì đây là cái yếu tố thời gian đó. Đích thực nó chỉ có ba cái cách hiện bày như vậy của danh pháp với sắc pháp, và từ đó chúng ta mới có cái sự quy ước về thời điểm như ngày tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, để làm gì? Để mình có cái khái niệm ở trong cái cuộc sống để mà chúng ta sinh hoạt với nhau, để chúng ta biết với nhau, nói với nhau biết là về cái thời điểm như thế nào, thời điểm như thế nào. Nếu như mà mình không có khái niệm về ngày tháng năm á, thì chúng ta sẽ không thể nào làm việc với nhau được.
chúng ta làm việc với nhau không có phù hợp. Mình phải đưa ra một cái cách thức nào đó dựa trên cái sự hiện bày của pháp thực tánh, của danh sắc, để mà mình quy ước với nhau. Từ đó chúng ta mới làm việc với nhau. Chẳng hạn giờ, chẳng hạn sư nói ví dụ như mình muốn hẹn người một người khác trong một cái công việc gì, thì mình nói rằng là trong tương lai tôi sẽ gặp anh. Thì nếu mà nói như vậy á, thì cái sự gặp đó, thưa quý vị, nó mơ hồ quá. Mình chả biết là khi nào tôi sẽ gặp anh đấy. Cho nên chúng ta phải có cái quy ước. Chúng ta phải có quy ước là chẳng hạn như trong 3 ngày nữa, trong 3 ngày nữa, hoặc là 5 ngày nữa, 5 ngày nữa. Thì khái niệm về ngày á, thì nó cũng phải dựa trên một cái sự hiện bày của các pháp thực tánh. Đó là cái chu kỳ tuần hoàn tương tác giữa quả địa cầu với lại mặt trời và mặt trăng. Cho nên tất cả điều đó nó cũng phải dựa trên sự vận hành của pháp thực tánh thôi. Chứ kỳ thực về năm tháng thời gian nó chỉ là cái khái niệm do mình định đoạt thôi, thưa quý vị ơi, mình đặt ra thôi, chỉ có như vậy thôi. Và nói theo cái ý nghĩa gọi là vô hữu duyên và lý khứ duyên á, đó chính là các pháp hỗ trợ với nhau bằng cái cách danh sắc vừa diệt ở phía trước hỗ trợ cho danh sắc có mặt ngay trong hiện tại. Điều này có thể nói rằng là mình sống không thể nào mà tách lìa được ba cái thời điểm quá khứ, hiện tại và vị lai. Hễ có quá khứ, hễ có hiện tại là có quá khứ, và hễ có hiện tại là sẽ có sự liên quan đến tương lai. Các pháp sẽ sanh. Và đây là một cái sự tiếp nối, thưa quý vị, một sự tiếp nối. Cho nên ở trong cái ý nghĩa của sống và chết đó, sống và chết, nếu như thông thường chúng ta thường hay hiểu, chúng ta thường hay hiểu là sự sống chết nó chỉ diễn ra ngay lúc mà mình già yếu hoặc là mình bị từ bỏ cuộc đời này. Nhưng mà không, thưa quý vị, không. Đó chẳng qua nó chỉ là cái thời điểm thôi, cái thời điểm mà trong một cái kiếp sống đó. Còn nếu nói theo cái sự tương tục của danh và sắc đó, thì chúng ta sống giữa ranh giới giữa sống và chết đó, nó rất với nhau. Và chúng ta sống và chết không biết bao nhiêu lần mà. Lúc đó mình có thể đổi một cái tên gọi khác cho nó chuyên môn hơn ở trong cái quá trình tu tập, tu quán, đó chính là sanh và diệt. Sanh và... thật ra sanh và diệt của đó là sống, sống và chết đó, chứ gì nữa, thưa quý vị. Sống và chết là đó đó. Một cảm thọ khởi lên, vừa khởi xong nó diệt đi để làm nhân làm duyên cho một pháp khác sanh đời tiếp theo. Và như vậy cái sự hiện của cảm thọ đó, cái mà mình được gọi là gắn ghép, được đồng nhất, được gọi là cái tôi thọ, tôi cảm thọ như thế này, tôi cảm thọ như thế kia, nó diệt ngay lúc đó rồi. Và một cái khác sanh lên. Nếu mà xét theo ý nghĩa của Paramattha, tức là sống và chết, thì là ở chỗ đó. Xét theo cái cương vị của một quy trình danh và sắc,
thì chúng ta sống chết nhiều lắm, sống chết liên tục, liên tục là liên tục. Vừa tử xong là có tục sanh liền, vừa tử xong là có tục sanh liền, đúng không? Có một pháp diệt là có một pháp sanh lên liền, ngay lập tức, không có chờ đợi gì hết. Từ cảm thọ nè, từ những tư tưởng nè, kể cả những cái sự chuyển biến ở trong trong sắc thân của mình. Thông thường đó, mình thấy nó có vẻ giống như là nó tồn tại đến một cái khoảng thời gian nào đó thì nó mới có sự thay đổi, đúng không? Nhưng mà không, thưa quý vị. Không. Quý vị có biết rằng á, cái tuổi thọ của sắc pháp nó cũng có hạn lượng của nó. Mà một sắc pháp nó có một bọn sắc, nó có tuổi thọ tương đương với 17 sắc na tầm. Và cơ thể mình, chúng ta có thể tưởng tượng rằng đó là một khối, một khối các bọn sắc pháp nó liên kết với nhau lại, nó liên kết với nhau lại. Và thế rồi những cái bọn sắc pháp nào á mà nó đã hết tuổi thọ của nó rồi, tồn tại qua 17 sắc na tâm rồi, lúc bây giờ nó phải diệt, nó phải diệt đi. Và rồi có những bọn sắc pháp mới sanh lên, thưa quý vị. Những bọn sắc pháp khác nó có mặt là do từ nghiệp tâm vật thực quý tiết sanh lên. Những bọn sắc pháp đó nó có mặt từ đâu? Từ do nghiệp, tâm và trực và quý tiết. Thông tin quý vị hỏi thử những cô mà làm cái công việc chuyên môn về, nhất là mấy người chăm sóc về da đó. Da của mình đó, thật ra nó có sự tuần hoàn. Một số những tế bào chết nó sẽ đẩy lên, nó thành những chất nhờn, những chất cặn bã trên bề nổi của da. Và đồng thời từ những cái dưỡng tố, từ nghiệp sanh cũng có nữa, nó sẽ tạo ra những cái tế bào da mới, da mới. Cứ như vậy luân phiên, cứ như vậy luân phiên đẩy ra, đẩy tới. Cho nên vì thế nói theo ý nghĩa tuyệt đối thì nó chỉ có là một cái sự nối của những pháp vừa mới diệt, nó hỗ trợ cho những pháp sanh kế tiếp. Và rồi nó tiếp tục, nó đẩy, nó đẩy, nó đẩy đến khi nào mà cái dòng tâm thức đó, cái dòng danh sắc đó, nó bứt những cái nguyên nhân để không có tạo ra cái mới nữa, thì lúc bây giờ nó mới dừng lại thật sự, nó mới dừng lại thật sự. Còn khi nào mà cái dòng danh sắc đó nó vẫn còn những cái chủng tử, vẫn còn những cái nguyên nhân để mà luôn có sự thay đổi, tạo ra những cái mới, thì như vậy nó tiếp tục diễn hoạt theo cái quy trình của chính nó, theo quy trình của chính nó. Đó là cho nên ở đây chúng ta nên hiểu là vô hữu duyên và ly khứ duyên, tức là muốn ám chỉ đến cái khía cạnh các danh và sắc mình, danh pháp tâm và tâm sở nó vừa mới diệt, nó hỗ trợ cho pháp tiếp theo. Cái này nó rất quan trọng nha, thưa quý vị. Xin nhắc cho quý vị thêm một cái chuyện này nữa cũng có liên quan. Ở trong lộ trình tâm á, Chitta Vithi, nó có một cái loại tâm được xem như là quyết định về ý chí của con người ngay trong lúc đứng giữa ranh giới thiệt và ác. Đó chính là tâm khai ý môn. Dòng tâm thức của mình nó diễn hoạt qua sáu nơi. Nơi mắt thì gọi là nhãn, mồm, nhĩ là tai, tỷ, thiệt, thân.
và cuối cùng là ý. Trong những thời điểm ban đầu, chẳng qua cái sự tiếp nhận cảnh nó chỉ là một cái việc tiếp nhận rất là đơn thuần, chưa mang tính cách của thiện và ác, nhưng nó vẫn tạo tiền đề những cái tâm đó. Tuy nó đơn thuần như vậy nhưng nó vẫn trôi chảy, nó diệt đi và nó tạo tiền đề cho pháp sanh kế tiếp sanh sau. Đây là cái quy trình tự nhiên của nó. Nhưng mà đến một cái tâm rất là quan trọng trong cái việc xác định ý chí thiện hay bất thiện, đó chính là tâm tâm khai ý môn. Ở trong lộ ngũ môn đó, thưa quý vị, thì cái tâm này á, nó làm cái công việc đoán định thẩm định cảnh, thẩm định cảnh ngũ. Cảnh ngũ tức là năm loại cảnh sắc thinh khí vị xúc. Và sau khi nó thẩm định xong, nó sẽ có một cái, nó làm tiền đề cho thiện và bất thiện sanh sau. Và ở trong lộ ý, thưa quý vị, những cái gì mà hiện khởi trong nội phần về tư tưởng, suy nghĩ, thì tâm này được gọi là tâm khai ý môn. Trong trường hợp lộ ý, nó làm hai công việc. Thứ nhất là tác ý để cho động lực ở lộ ý sanh khởi. Và công việc thứ hai là làm công việc khai mở lộ ý. Khai mở lộ ý. Trong cả hai trường hợp ở lộ ngũ và lộ ý, thì tâm này được xem như là tâm được có một cái tên gọi khác, gọi là tác ý thành động lực. Chính ngay trong thời điểm này mà chúng ta thường hay nghe một cái câu, thường hay nghe một cái từ rất là chuyên môn, gọi là Yoniso Manasikara, khéo tác ý. Cái tâm này nè thưa quý vị, là cái tâm được gọi là mình khéo tác ý hay không, là nó nằm ở chỗ này. Nếu như mà mình không khéo tác ý, khai ý môn này nó thuộc về Ayoniso, thì lúc bây giờ bảy động lực tiếp theo sẽ là bất thiện. Hoặc là nó làm công việc đoán định sai, thẩm định coi như là có một cái sự dứt khoát, có một cái hướng không có khôn khéo, không có thánh thiện, thì lúc bây giờ những cái tâm xử lý cảnh, những cái biểu hiện xử lý với cảnh mà nó đã đoán định đó, nó sẽ là tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si. Và tương đương ở lộ ý cũng vậy. Nếu như mà lúc đó nó không có một cái ý hướng xác định đúng chiều hướng khéo léo đối với thiện pháp, thì nó sẽ đi vào cái đường lối của bất thiện này, của bất thiện này. Cho nên chính vì thế mà có những cái trường hợp mà mình nghĩ về một cái gì đó mà tại sao đôi lúc nó lại là thiện tâm sau đó. Và có những trường hợp mình cũng nghĩ y chang như vậy, nhưng những trường hợp sau nó lại là tâm bất thiện. Chẳng hạn thì nó ví dụ, khi mình nhìn người khác á, người ta bố thí, có lúc mình tùy hỷ, có lúc mình tùy hỷ nha, nhưng mà cũng có lúc mình nhìn người khác bố thí cúng dường, nhưng mà mình lại có cái sự ghen tị ở trong đó. Mình có sự ghen tị trong đó, thưa quý vị. Cho nên đâu có dứt khoát là mình hễ nhìn thấy bố thí là đều phải khởi lên tâm tốt đâu. Nó còn tùy thuộc ngay cái sự việc khéo tác ý hay không, kể cả ở năm môn kia cũng vậy. Cho nên cái loại tâm này nó rất quan trọng trong cái việc tu tập. Cái người tu tập mà càng thiện xảo bao nhiêu thì cái tâm khéo tác ý nữa càng nhạy bén theo cái chiều hướng của thiện pháp bấy nhiêu. Vì vậy mà có những pháp mà nó diệt trước đó, thưa quý vị. Có những pháp mà nó diệt trước, danh pháp và sắc pháp diệt trước, nó làm tiền đề cho pháp sau sanh theo một cái chiều hướng nào đó. Chuyện này nó cũng rất quan trọng nha. Chúng ta bị tai tiếng sau này, mình muốn ngày mai người khác nói xấu mình thì hôm nay mình cứ làm chuyện xấu đi, hôm nay mình cứ bất cẩn đi, rồi tiếp theo ngày mai sự việc, khi cái ngày hôm nay nó đã qua đi, thì sẽ ngày mai sẽ có những lời đồn
ra vào về chính bản thân mình ngay. Đó là vô hữu duyên đó, và ly thứ duyên, một sự tiếp nối, một sự tiếp nối. Rồi, đó là như vậy đó thưa quý vị. Còn cái trường hợp cuối cùng sư nói nốt luôn. Hôm nay sư nghĩ rằng chúng ta tranh thủ làm cho xong luôn cái phần cuối cùng, bởi vì nó cũng không có khó. Pháp cuối cùng là bất ly duyên. Sư sẽ nói trong vòng 5 phút thôi cũng được. Avigata paccha yo. Avigata paccha yo. Bất ly duyên. Bất ly duyên này là như thế này. Bất ly duyên này ở chi pháp nó cũng có sự trùng hợp, thuộc tính của nó cũng có sự trùng hợp. Tức là có những cái pháp mà nó hỗ trợ với nhau bằng cái cách không thể nào thiếu nhau được, không thể nào thiếu nhau được. Có những pháp hỗ trợ với nhau theo cái hình thức, theo cái cách thức là không thể nào mà tách lìa với nhau được. Ở đây chi pháp chuyên môn đó chính là bốn danh uẩn, hoặc là hay là bốn đại đó, vì thế mà chúng ta học vi diệu pháp đó, hay từng hay nghe nói đến tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly tại sao vậy? Tại sao gọi là tám sắc bất ly? Tức là trong một cái tức là đây là một cái bọn sắc pháp. Đây là một cái nhóm sắc pháp, nó không thể nào mà lúc nào mà nó thiếu được một trong số 8 cái thành phần này. Không thể nào. Và tương tự như vậy đối với danh pháp cũng vậy nữa. Thọ tưởng hành thức, bốn cái này không thể nào thiếu. Thể có mặt thức vẫn là đồng thời cũng phải có cái sự cộng tác của thọ tưởng và hành, và ngược lại. Chuyện này chúng ta cũng dễ hiểu ở trong cuộc sống đó. Thể được gọi cái cô gái đó được gọi là người vợ thì bắt buộc là người cô đó phải có chồng, bắt buộc. Cái người mà được gọi là một người mẹ đó, một người mẹ thì bắt buộc cô đó phải có con. Hoặc là được gọi là bà ngoại thì chắc chắn người đó phải có cháu ngoại. Cho nên đó là cái ý nghĩa đó thưa quý vị. Có những pháp hỗ trợ nhau theo cái cách thức là không tách lìa nhau được. Nó phải đi chung với nhau. Nãy đi chung với nhau. Chẳng hạn như đối với trong một cái thiền tâm, thể có pháp sở hữu, nhưng mà chúng ta đi học một cách đàng hoàng nghiêm chỉnh á, về nguyên sinh và nguyên hệ á, nó khó lắm quý vị ạ, nó khó. Kể cả chính bản thân sư cũng rất là có cũng có cái sự hiểu biết rất là giới hạn ở trong cái lĩnh vực của pháp này, chứ không phải là sư nói với quý vị ở đây là cái gì sư cũng biết đâu, không có. Đừng có nghĩ như vậy là tội cho sư đó, tội cho sư. Chỉ có khả năng nào đó thôi. Nhưng mà theo như yêu cầu của lớp học chúng ta thì chúng ta chỉ cần học cái phần đại cương để mà mình phần nào đó mình hiểu được thôi. Với liên hệ một số những cái hình ảnh nào đó trong cuộc đời để cho chúng ta dễ hiểu. Rồi, như vậy thì sư xin chấm dứt ở đây. Phần còn lại xin mời quý vị Phật tử chúng ta trong lớp chúng ta có cái mời Đại Đức Thanh Tâm đi. Đức Thanh Tâm có cái
có cái ý hướng để mà tiếp theo sinh hoạt như thế nào. Bạch Đại Đức, con nghĩ rằng chắc con cũng phải có thêm một cái buổi nữa để được xem như là cái buổi đúc kết cho cái bài học, cho cái phần mà vừa rồi. Như vậy nó cũng là vừa tốt đẹp, có đầu, có giữa, có cuối, và nó cũng phù hợp với thời gian mà con dự tính là 3 tháng hạ. Bởi vì qua tuần sau là chúng ta sẽ ra hạ rồi. Bây giờ con tính cung thỉnh đây đi. Mô Phật. Thay mặt lớp học, thành kính tri ân tỳ kheo huy niệm rất nhiều. Sư đã từ bi hoan hỷ và 24 duyên. Sư đã cố gắng hết lòng và hy vọng rằng Phật tử cũng nắm được cái phần căn bản của 24 duyên. Thì thưa quý vị, môn học này nó rất là khó, nhưng quý vị cố gắng, mình học từ từ, mai mốt rồi thầy tỳ kheo huy niệm sẽ đúc kết lại. Mình học từ từ, mỗi ngày mình học một chút, mưa dầm thì ướt áo. Rồi quý vị hoan hỷ ha, tỳ kheo huy niệm đã hết lòng với chúng ta giảng giải về môn học này. Rồi, một lần nữa kính tri ân tỳ kheo huy niệm rất nhiều, và hẹn gặp lại sư vào ngày mai hoặc là tuần tới. Thì thưa quý vị, bây giờ là 10:37 rồi. Bây giờ mời quý vị ngồi tĩnh tâm 10 phút nha. Tĩnh tâm. Bây giờ quý vị cũng cố gắng căng thẳng lắng nghe để học và để hiểu. Thì bây giờ mời quý vị thư giãn. Có nhiều khi mình ngồi mình thư giãn thì những cái vấn đề đó nó hiện ra. Nhờ như vậy đó mình hiểu nó hay gì đó quý vị. Rồi mời quý vị trở về với cái hiện tại. Hiện tại là mình biết cái tư thế thân của mình ha. Ví dụ như mình ngồi là mình biết mình đang ngồi, tư thế mình đang ngồi. Hoặc là mình nằm, mình biết mình đang nằm. Rồi mình thấy cái thân của mình nó thư giãn 100%, khuôn mặt thư giãn, trán, má, tràm, mũi, hai tay, óc của mình, đỉnh đầu thư giãn. Thầy thấy hai vai, hai tay của mình nó thư giãn, mềm ra, thư giãn. Và dạ thấy hai cái chân, hai đầu gối, hai bàn chân, ngón chân thư giãn. Thư giãn 100%. Từ đó anh dạ thấy thân mình nó thở. Nó thở hết vào, biết hết vào. Thở ra, biết thở ra. Hết vào thấy thân nó chuyển động. Chuyển động nó phồng, thở ra thấy nó sợp. Đó là gió. Hết thở thư giãn. Ghi nhận hay biết từng hơi thở. Rồi nếu tâm ít sanh khởi, hành giả ghi nhận hay biết tâm của mình và niệm. Ví dụ nhớ quá khứ, niệm nhớ hay biết, nhớ chuyện đó, thiện hay bất thiện. Thì từ từ đó, vấn đề nó giải ra. Cái nào bất thiện thì tự động nó thay đổi, tự động nó sửa lấy. Rồi hay biết ý nghĩ của mình, ý nghĩ nó sanh khởi, thấy nó sanh, nó diệt.
Hành giả cái chánh niệm tỉnh giác quán sát thân tâm nó sanh nó diệt. Hành giả cái chánh niệm tỉnh giác thấy thân tâm thư giãn, nó sanh nó diệt, nó khổ, thấy nó vô ngã. Hành giả có chánh niệm tỉnh giác thấy cảm thọ của mình đau tê nhức mỏi hay thọ hỷ thọ lạc, thấy nó sanh nó diệt.
Hành giả có chánh niệm tỉnh giác, thấy thân của mình nó nặng nặng nhẹ nhẹ, nặng nặng nhẹ nhẹ là đất. Thấy thân mình nó thở, sanh nó diệt trong từng hơi thở. Hành giả có chánh niệm tỉnh giác, thấy tâm ý của mình, thấy khổ, những nỗi khổ, thấy nó sanh nó diệt. Khi hành giả có chánh niệm tỉnh giác, hành giả sẽ thấy thân tâm của mình nó là pháp vô thường, khổ vô ngã. Hành giả hãy buông xả và không có chấp thủ. Ai xả ly không chấp thủ, giới hạnh được thành tựu thì thoát ly đường sanh tử. Sau đây kính mời quý vị rải tâm từ nha, rải tâm từ. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Đó, anh dạ nhớ coi cái tâm mình. Đó, tâm nào phiền não là hãy buông xả. Không buồn, không giận, không trách mình. Nếu nó sanh khởi, hành giả niệm tâm và buông xả. Bởi vì nó khổ, nếu chấp thủ là khổ. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho gia đình tôi được an vui thanh tịnh. Nhớ không có buồn, không có giận, không có trách người nhà mình ha. Nếu nó sanh khởi, hãy hỷ xả. Rồi, nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nhớ, người có lòng từ á, là người không có buồn, không có giận, không có trách mình. Người có tâm từ là người không có buồn, không giận và không có trách ai cả. Sanh khởi là hỷ xả ha. Rồi, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Dạ, mô Phật, kính thưa chư Tôn Đức, kính thưa Đạo Tràng.
Buổi học hôm nay đến đây vừa phải lễ. Thì trước khi dứt lời, nguyện cầu ân bảo và chư thiên gia hộ cho tất cả chư tôn đức và quý Phật tử được an vui khỏe mạnh, tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát. Kính chúc xin kính gặp hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối mai và tối mai giờ của sư Pháp Tính hoặc là của sư Huy Niệm. Ước mong quý vị đến lớp học được đông đủ ha. Và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Kính chúc quý vị một đêm an lành, một ngày an lành và lúc nào cũng an vui trong chánh pháp. Dạ, mô Phật. Xin kính chào tạm biệt tất cả. Yeah.